Các bạn không phải là cá để rồi mà chỉ thấy vài cái mổ mồi ném xuống thôi, là các bạn đớp lấy đớp để rồi muốn đưa đi đâu thì đi. Bạn xứng đáng có được cái đứa đang thả mồi cho bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn ba thói quen có thể sẽ khiến cho con gái sợ bạn. Mỗi khi mà mình đưa ra một cái lời khuyên gì đó ấy, thì sẽ có người vào comment bảo rằng là các bạn cứ chủ động là con gái sợ chạy mất cả dép. Và có một sự thật rằng là điều ấy đúng các bạn ạ. Trên kinh nghiệm của mình, một người cũng khá thường xuyên nhận được những cái lời tán tỉnh, thì phải có đến 98% những cái người mà tán tỉnh mình khiến mình sợ họ khi mà họ tỏ ra là có tình cảm với mình. Dù cho trước đấy thì mình khá là quý họ. Và một sự thật phũ phàng là nhá, hầu hết con gái ấy thì đều sợ một vài những cái chàng trai mà tán tỉnh họ. Càng nhiệt tình theo đuổi ấy thì càng dễ khiến họ sợ. Dù chẳng ai làm gì, đúng, chẳng ai động vào các bạn nữ cả. Nhưng mà có những cái thói quen của các bạn nam ấy khiến cho các bạn nữ thực sự cảm thấy ái ngại khi đứng gần, thậm chí là đi cùng thang máy cũng không muốn luôn. Và một cái sự thật trớ trêu rằng là những cái người mà con gái sợ ấy thì lại rất tự tin để tiếp cận cô gái ấy. Mình biết rằng là các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu trước những cái hành vi này của con gái. Tin mình đi, mình cũng không hiểu chính bản thân mình. Thế nên là ở cái video này, trên góc nhìn của một cô gái thì mình sẽ giải thích với các bạn những cái nguyên do tại sao một cô gái lại sợ bạn. Cái bạn thiếu ấy thì đôi khi nó chỉ là một chút social manner thôi. Mình đã chứng kiến một vài bạn nữ kiểu họ đang ngồi nói chuyện rất là vui, xong rồi có một bạn nam khác đến ngồi gần ở đấy, xong rồi bạn nữ đấy chỉ kiểu muốn nhanh nhanh chóng chóng để té khỏi thôi. Kiểu trời ơi cứu tôi trời ơi. Có thể thì video này sẽ có thể khiến một vài bạn cảm thấy khó chịu, nhưng mà chúng ta ở đây để cải thiện bản thân mà, đúng không? Nhưng mà vấn đề là con gái khi mà nó sợ bạn thì nó sẽ đi tâm sự với hội bạn thân của nó là ui thằng kia bà la bô lô ui ghê lắm. Và mình biết rằng là bạn không xứng đáng bị như vậy, chỉ vì bạn vô tình không biết điều chỉnh hành vi của mình. Và có ba thói quen khiến con gái sợ bạn, và có thể nó sẽ khó nghe nhưng mà chúng ta sẽ cùng tham khảo nó nhé. Thói quen đầu tiên nghe có vẻ khá là creepy, đó chính là bạn theo đuổi họ quá là điên cuồng, hoặc tệ hơn là bạn tỏ ra muốn động chạm, muốn gần gũi với họ dù họ không thích bạn và dù bạn cũng không quá đẹp trai. Bạn không phải cái kiểu con trai siêu đẹp trai hấp dẫn và auto khiến tất cả mọi cô gái đều có thể phát cuồng vì bạn. Bạn biết mà, cái kiểu mà nam thần mà các chị em hay bảo là rụng trứng á. Và trong cái thời buổi mà những cái tiêu chuẩn hẹn hò của con gái nó ngày càng cao, con gái ấy thì ngày càng biết làm đẹp và họ tự lập. Và bạn phải hiểu rằng là tiêu chuẩn của họ ấy thì nó sẽ ngày càng cao lên theo thời gian. Và ngược lại thì tiêu chuẩn của con trai lại ngày càng thấp đi. Rồi giờ bạn gặp một người mà tiêu chuẩn của họ ở đây, nhưng mà họ chỉ đánh giá bạn ở mức này thôi. Và rồi bạn lại muốn kiểu tiếp xúc vật lý động chạm với họ. Bạn hiểu ý mình đúng không? Chắc chắn là 100% họ sẽ sợ bạn vãi nồi. Bạn cần phải cải thiện bản thân, hoặc là chí ít là làm cách nào đó để khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn, để họ có thể nâng cái rank của bạn từ mức này lên cái mức này. Và mình luôn nói với các bạn rồi đấy, làm bản thân mình trở nên đẹp lên, trở nên tốt lên, nó chưa bao giờ là thừa cả. Và ngoại hình đẹp lên thì bạn cũng sẽ yêu bản thân mình hơn, chắc chắn luôn. Bạn có thể nói rằng là mình nông cạn khi mà luôn nhắc các bạn cải thiện ngoại hình quá nhiều. Nhưng mà ấy, bạn sẽ không bao giờ biết được là một người con trai có ngoại hình đẹp sẽ dễ khiến cho con gái có thiện cảm với họ và không hề sợ họ, thậm chí nhá là còn tin tưởng luôn. Và bây giờ nhá, có thể là bạn chưa giàu có đi, nhưng mà cái thứ cực mạnh để giúp bạn có thể thu hút người yêu ấy, đó chính là cải thiện cái ngoại hình của bạn. Bạn chỉ cần săn chắc hơn một chút, đẹp trai hơn một chút. Nếu như cảm thấy cơ thể đang thừa cân thì cái cách mà bạn có thể đẹp trai ngay lên ấy, đó chính là hãy giảm cân đi. Mình đã chứng kiến rất nhiều bạn giảm cân thành công và họ đẹp trai lên rất là nhiều lần. Và nếu như bạn gặp khó khăn trong vấn đề giảm cân thì có thể sử dụng Coffee Idol Slim nhá. Đây là một sản phẩm mình đã sử dụng thành công và mình cũng đã giới thiệu được cho rất là nhiều bạn giảm cân thành công. Nếu như các bạn quan tâm ấy, cần tư vấn thì có thể nhắn tin cho mình qua Insta của mình phươngthảo.zoe nhé. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Nói thật, nghe thì rất là buồn, nhưng mà cái đầu tiên mà khiến bạn dọa con gái ấy, chính là bạn không đẹp.
tưởng tượng nhá, nếu như mà hai người đàn ông cùng làm một hành động với một cô gái, cùng kiểu hôn hoặc là ôm một cô gái lạ đi, nhưng mà một người là Minh Béo còn một người là Neymar đi, thì bạn đoán xem ai sẽ bị ăn tát? Và khiến bản thân mình trở nên hấp dẫn hơn ấy, thì nó không chỉ ở ngoại hình, nó còn ở cái cách hành xử của bạn, ở tài sản của bạn, hoặc là độ nổi tiếng của bạn nữa. Tất cả những cái điều này ấy, thì nó sẽ khiến bạn hấp dẫn. Và bạn càng hấp dẫn thì bạn càng không khiến người khác sợ. Ví dụ một bạn nam gọi là A đi, bạn xuất phát chỉ là một điểm thôi, kiểu vừa béo vừa xấu này, và kiểu không có một cô gái nào muốn nói chuyện cùng, muốn đứng cạnh cùng, chứ đừng nói đến là ôm ấp. Và sau một thời gian cái bạn A này, bạn ấy cố gắng giảm cân thôi. Đấy, thế là bạn đã lên được 3 điểm rồi. Rồi sau đấy bạn A này sẽ kiểu biết cách ăn mặc này, chỉnh chu này, rồi là tóc tai nữa đi, cho nhìn nó chất chất này, xong rồi chụp ảnh lên mạng xã hội kiểu đội mũ che mặt các thứ. Đấy, thế là lúc này thì bạn đã lên được 6 điểm rồi. Và rồi bạn hot hơn, bạn có fame, thì cái độ hấp dẫn của bạn nó lại tăng lên, và con gái sẽ không sợ khi mà bạn tiếp cận họ nữa. Nói chung cái độ sợ của người khác ấy thì nó rất là liên quan đến cái mức độ hấp dẫn của bạn. Khi mà bạn tăng được cái độ hấp dẫn và tự tin của bản thân ấy, thì sẽ khiến cho con gái họ không còn né bạn nữa. Rồi lý do thứ hai mà có thể khiến con gái sợ bạn, đó là bạn không nhận ra rằng là họ không thích bạn. Mình ấy thì mình làm khá là nhiều những cái video nói về dấu hiệu của con gái khi mà họ không thích bạn rồi. Nhưng mà đôi khi thì không phải ai cũng áp dụng được đúng không? Đôi khi thì chẳng ai muốn tin vào một cái sự thật rằng là crush của mình lại không thích mình. Vì vậy, khi xem đến đoạn này thì các bạn có thể pause video này lại và thử nghĩ xem, thử tự hỏi xem là bạn đã từng nhận được một cái tín hiệu nào rằng là cái người đó không thích bạn chưa? Sẽ có những lúc ấy thì chúng ta sẽ theo đuổi những cô gái mà họ sẽ không có hứng thú với chúng ta đâu, nhưng mà chúng ta vẫn cứ muốn theo đuổi họ, cố chấp theo đuổi họ, bởi vì là họ không từ chối một cách thẳng thừng. Có nhiều người sau này nhìn lại thì có thể cảm thấy ngại, bởi vì họ đã không thích mình rồi, thế nhưng mà mình vẫn cố chấp theo đuổi, mình vẫn đầu tư quá nhiều thứ vào cô gái ấy. Có thể thì bạn đang mắc phải cái điều này và bạn không bắt được cái tín hiệu rằng là họ không thích bạn, nên là bạn cứ sấn tới với họ và làm cho có thể là họ sẽ thấy sợ bạn. Thật ra có rất nhiều cô gái, thậm chí là con trai luôn, thì họ rất là ngại khi phải từ chối ai đó một cách thẳng thừng. Đặc biệt là với con gái, có rất là ít người có thể đứng trước mặt bạn và nói rằng là sorry em không thích anh, và cũng không có định hướng tương lai rằng là sẽ thích anh, nên là anh đừng theo đuổi em nữa. Rất là ít con gái có thể làm như thế. Phần lớn ấy thì các cô gái có thể là sẽ kiểu lờ lờ thính của bạn đi, hoặc là họ sẽ lơ bạn luôn, và bắt đầu bạn sẽ lo lắng này, rồi suy diễn này. Họ cũng có thể nhắn tin cụt lủn với bạn, hoặc là không rep bạn, hoặc là rep chậm với những lý do là bận rộn. Phần lớn ấy thì mọi người ngại cái việc từ chối thẳng thừng. Và một phần cũng có thể là họ thích cái sự chú ý của bạn, làm cho bản thân họ trở nên quan trọng. Đâu ai mà lại không thích có một cái sự chú ý, một cái sự quan tâm free đâu chứ. Vì vậy đôi khi là con gái thì họ sẽ không từ chối thẳng thừng đâu, nhưng mà họ sẽ từ chối từng chút một. Nó sẽ như là những cái mảnh ghép ấy, và dần dần họ sẽ cho bạn một cái hint rằng là họ không thích bạn, để bạn sẽ phải tự biết và kiểu tự lùi lại. Nhưng mà phần lớn con trai thì rất là khó nhận ra, và kiểu họ quá là bấu víu, quá vã để chấp nhận cái lời từ chối ấy. Ừ thì thậm chí nhiều khi họ từ chối rồi, nhiều ông cũng vẫn nghĩ là chắc là họ chỉ đang làm giá, nên là cứ làm tới. Một tip dành cho bạn đó là nếu như cô gái ấy không tỏ ra là thích bạn quá nhiều thì hãy coi câu trả lời là không. Mình muốn bạn hãy theo đuổi một cô gái, hãy thích một cô gái mà khi bạn tỏ ra là thích họ thì bạn cũng cảm nhận được họ cũng thích bạn. Bạn nhận ra cái điều đấy chứ bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều, không cần phải overthinking lên. Nó như là kiểu đặt một level để bản thân bạn được tôn trọng và được xứng đáng ấy. Xứng đáng với một đối tượng có thể thể hiện cho bạn được biết được, cảm nhận được cái tình cảm của họ. Có thể rằng là ở cái thời điểm này thì bạn chưa đạt được đến cái level là bạn đủ tự tin vì bạn quá là giàu có này. Vì vậy bất kỳ sự chú ý của một cô gái, như là họ trả lời tin nhắn của bạn, họ chúc mừng năm mới bạn, và chỉ thế thôi cũng đủ để bạn nghĩ rằng là cô gái đó thích bạn. Và lúc này thì bạn phủ nhận rằng là mình đang nói với người khác chứ không phải là đang nói với bạn. Nhưng mà không bro, mình đang nói với bạn đấy.
Mình đang nói về bạn và cái cô gái mà từ chối bạn á. Nhưng mà bạn vẫn không nhận ra chỉ vì họ đang từ chối bạn một cách ẩn ý. Thì bạn hãy nhớ cái điều mà mình nói bên trên. Nếu như một người không tỏ ra là thích bạn thì điều đó sẽ bằng với việc từ chối. Nhưng mà bạn cũng không cần phải cảm thấy buồn hay gì hết. Hãy cứ coi như là bạn chưa tìm được đúng đối tượng và bạn move on. Các bạn không phải là cá để rồi mà chỉ thấy vài cái mổ mồi ném xuống thôi là các bạn đớp lấy đớp để rồi muốn đưa đi đâu thì đi. Bạn xứng đáng có được cái đứa đang thả mồi cho bạn. Ừ thì nói thì dễ nhưng mà làm thì lại khó. Thì bạn phải như thế nào thì bạn mới có thể tán được cái cô gái trong mơ của bạn chứ. Không phải ai cũng là mấy cái hot boy trên mạng xã hội kiểu body 6 múi. Hầu hết thì chúng ta chỉ là những người bình thường và không được đẻ ra với một cái gen nó tốt, nó đẹp, nó hoàn hảo như thế. Nhưng mà cái thứ đầu tiên và thứ duy nhất bạn có thể làm đó chính là thay đổi body của bạn. Không phải bởi vì mình đoán giảm cân mà mình nói thế đâu, mà đó là cái điều sự thật. Khi mà cái body của bạn nó đẹp hơn ấy thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều, đặc biệt là với các bạn nam. Và bạn có tin không, rất là nhiều những cái cơ hội tốt trong cuộc sống ấy nó sẽ tìm đến với bạn. Và khi bạn có một body đẹp, bạn thành công trong cuộc sống, thì những cái điều đó nó sẽ làm cái độ tự tin của bạn ấy nó tăng lên. Nó sẽ khiến bạn tự yêu bản thân mình nhiều hơn và từ đó cũng sẽ thu hút nhiều người yêu quý bạn hơn. Có thể nhiều người khi xem video này đang là những con cá bị câu bởi vài cái miếng mồi. Điều đấy chứng tỏ rằng là bạn vẫn chưa đủ thu hút để khiến cho họ dành cả bản thân họ cho bạn. Mà thứ bạn nhận được chỉ là thính thôi, chỉ là mấy cái miếng mồi thôi. Và đương nhiên bạn có thể buồn, bạn có thể tức giận, bạn có thể quay sang chửi con gái. Hoặc bạn có thể trở nên tốt hơn. Bạn cũng không thể trách họ được, bởi vì nếu như có cả tá người đang theo đuổi họ ấy, thì đương nhiên là họ sẽ chọn một cái option tốt nhất. Và có lẽ thì bạn chưa phải là cái lựa chọn tốt nhất của họ. Bạn không cần phải trở thành người xuất sắc nhất Việt Nam, nhưng mà chí ít thì hãy trở thành người xuất sắc nhất trong top bạn bè của bạn. Cứ có body đẹp đi, đừng có ăn mấy thứ dầu mỡ khiến cho bạn béo. Chăm tập gym, thể thao này, chạy bộ này, rồi ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa. Bởi vì mình rất là yêu quý và trân trọng tất cả các viewer của mình. Và đương nhiên rồi, mình quan tâm đến các bạn, nên là mình sẽ không nói những cái câu như là rót mật vào tai đầy màu hồng với các bạn. Nói chung là mình từng rất là béo và mình từng cảm thấy bị xúc phạm khi mà mọi người chê mình, mọi người chửi mình. Nhưng mà cái cách duy nhất để mà ngừng bị chê ấy, đó chính là cải thiện bản thân. Không phải rằng là đi chửi lại, cũng không phải là đi khóa mồm người khác, cũng không phải là biến mất, mà là hãy cải thiện để bản thân mình tốt hơn. Rồi tiếp theo sẽ đến với lý do thứ ba, đó chính là bạn nhìn chằm chằm vào họ. Điều đáng sợ nhất mà khiến cho bất kỳ đứa con gái nào cũng sợ bạn ấy, đó chính là khi mà bạn nhìn chằm chằm vào body của họ. Mình không biết các bạn thế nào, có thể là các bạn chỉ đang kiểu nhìn một cách vô định thôi. Nhưng mà ví dụ nhá, nếu như mình bước vào một quán ăn và có mấy người ở bàn bên cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, mình sẽ báo cho tất cả mấy con bạn của mình là hãy tránh xa cái người này ra. Bạn biết không, nhìn chằm chằm vào body của người khác ấy, nó khác với eye contact nhá. Eye contact tiếp xúc ánh mắt ấy, có nghĩa là bạn chỉ nhìn vào mắt của người ta thôi, bạn chỉ nhìn vào ánh mắt của người ta thôi. Nhưng mà khi mà bạn nhìn chằm chằm vào họ ấy, kiểu nó rất là ghê ấy, kiểu nhìn chằm chằm vào body của người khác, mặc dù là họ đang ăn mặc kín đáo nhá. Và nghịch lý là bạn thấy trong phim Mỹ, nếu như một anh kiểu nam chính đẹp trai này, hấp dẫn này, xong rồi anh ấy nhìn chằm chằm vào một cô gái nào đấy, thì nó có thể gọi là sexy. Sau đấy thì hai nhân vật bắt đầu kiểu nói chuyện rồi tán tỉnh nhau. Nhưng nếu như bạn chẳng có gì hấp dẫn và bạn cũng chẳng quá là đẹp nổi trội ấy, thì cái việc bạn nhìn chằm chằm nó rất là đáng sợ ấy, nó rất là creepy. Mình biết rằng là cái clip này ấy thì toàn nói về vấn đề là bạn phải thu hút như thế nào bla bla. Nhưng mà sự thật là thế, giới hạn của một hành động của bạn được coi là sợ hãi ấy, nó bị ảnh hưởng nhiều bởi cái sự cải thiện bản thân của bạn. Bạn không cần phải 10 trên 10 điểm, nhưng mà theo thời gian bạn có thể cải thiện cơ thể của bạn, cải thiện ngoại hình của bạn, thì bạn có thể gặt hái nhiều thành công hơn và tự tin hơn. Và những cái hành động của bạn ấy, nó cũng sẽ ít bị coi là đáng sợ hơn. Ok, như vậy là video đến đây là hết nhá. Ở YouTube ấy thì đã mở cái tính năng donate rồi. Và nếu như bạn yêu thích những cái nội dung của video mình ấy, thì có thể donate để ủng hộ cho sự phát triển của kênh nhá. Ấn vào nút cảm ơn ở góc phải bên dưới video ấy,
Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.